Xin chào các bạn, đây là chiếc điện thoại Signature S Virtu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các quy trình mạ vàng điện phân. Chiếc điện thoại này chúng tôi sẽ mạ 18K hồng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải tháo tất cả các phần mạ ra. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tẩy dầu thật kỹ cho sản phẩm sạch. Đó, tẩy dầu điện phân. Cái chiếc điện thoại này thì rất nhiều các chi tiết các bạn nhé. Mạ từng con ốc nhỏ, đây tất cả những chi tiết còn lại. Niti mạ rất khó. Chúng ta tẩy dầu cho thật sạch, đảm bảo là sản phẩm thật sạch. Trước khi mạ điện phân thì chúng ta phải biết phân tích chất liệu sao cho cái quy trình chúng ta vạch ra cho nó đúng, không thì chúng ta sẽ mạ sản phẩm nó sẽ hỏng. Sau khi tẩy dầu xong thì bước tiếp theo chúng ta là phải hoạt hóa sản phẩm. Chúng ta hoạt hóa tầm khoảng vài chục giây để cho sản phẩm nó sẽ chắc chân hơn và nó sẽ không bị ố trước khi chúng ta tiếp tục quy trình tiếp theo. Chúng ta rửa sạch xong chúng ta mạ tiếp. Đây là bước cực kỳ quan trọng. Sau khi hoạt hóa xong chúng ta sẽ mạ tạo lót, tạo chân. Cái sản phẩm muốn chắc, muốn bền, muốn không bong, muốn không rộp thì chúng ta sẽ phải tạo chân. Bước này, cái bước này nó khá quan trọng, chúng tôi gọi là nó là niken đặc biệt. Sau khi các bạn mạ niken tạo chân xong, các bạn rửa sạch, các bạn mạ niken bóng. Chúng ta để ở 2,5V và chúng ta mạ niken bóng. Cái điều đặc biệt của những cái công nghệ mạ điện phân này là chúng ta phải biết phân tích chất liệu và chúng ta phải phân tích sản phẩm. Các sản phẩm mà các bạn có thể mạ được, nhưng nếu các bạn mạ dày quá thì các bạn sẽ không đắp được. Nếu các bạn phân tích sai chất liệu thì các bạn sẽ sai quy trình và các bạn sẽ làm hỏng sản phẩm, phải trả giá rất là đắt. Vì thế trước khi làm các bạn phải biết phân tích cái chất liệu và các bạn phải phân tích cái sản phẩm cho thật kỹ trước khi các bạn đặt tay các bạn mạ. Ví dụ những con ốc nhỏ này các bạn chỉ cần mạ dày hơn một chút là các bạn không thể lắp được đâu. Và đây những sản phẩm cao cấp, các bạn cần phải thận trọng trước khi mạ và thận trọng trước khi phân tích chất liệu. Sản phẩm to thì chúng ta có thể mạ những bể to như thế này, nhưng nếu sản phẩm nhỏ đồng hồ cái mắt điện thoại thì các bạn có hoàn toàn có thể giống những cái bể tầm khoảng vài chục lít chúng ta có thể mạ được đó. Sau khi chúng ta mạ niken bóng xong, ok, thì bây giờ chúng tôi sẽ vào cái sản phẩm này, là sản phẩm mạ bằng hồng, lắc kê bằng hồng. Lắc kê bằng hồng thì cực chúng ta vào là cực titan và chúng ta sẽ để cứ từ từ và nó sẽ ngấm dần đó. Chúng ta cứ để sản phẩm này tầm khoảng 30 phút đến 40 phút thì lượng vàng nó sẽ dày lên. Sau khi sản phẩm nó ok, thật ok rồi thì chúng ta sẽ mang đi phủ bảo vệ. Đây là chiếc điện thoại Signature S hàng xịn, nên là mạ chúng ta phải rất là thận trọng trong vấn đề là mạ. Nếu chúng ta mạ mà xảy ra rủi ro thì nó rủi ro rất là cao.
Đấy, vì nó vèo vào lắc kê nên sản phẩm vào thì nó hơi lâu một chút. Thì chúng ta sẽ đợi một chút nữa, tôi sẽ quay bước tiếp theo để chúng ta nhìn thấy sản phẩm mà nó sẽ vào vàng. Bắt đầu sản phẩm nó bám vàng rồi đấy. Em nhấc cái kê lên. Đó, đây này, các bạn xem nó bắt đầu hồng rồi. Sản phẩm nên ánh hồng rất là đẹp, 18k hồng. Đó, thì chúng ta cứ ngâm sản phẩm này trong vòng 30 phút cho đến 40 phút thì sản phẩm nó sẽ dày hơn. Sau những cái bước này chúng ta ra, chúng ta rửa sạch thụ động hóa, sau đó chúng ta phủ bảo vệ và nắp điện thoại là bước cuối cùng. Các bạn cần chuyển giao công nghệ và cung cấp hóa chất máy mạ vàng thì sẽ liên hệ công ty chúng tôi, số điện thoại